Hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Đạo Xanh Xanh đây. Ok, thì hôm nay mình sẽ thực hiện một clip gọi là chiến quân, nhưng mà Đạo Xanh nã video nã lỡ mất anh em ạ. Buồn thật chứ. Hôm nay là Tết thứ nhì nha anh em. Anh em có gì đi chơi thì anh em đi chơi đi. Còn anh em là rảnh ở nhà, anh em có bộ thì anh em cứ đi chơi đi. Cho một lần cho biết. Là mình có một câu về muốn nói với anh em là trung thu là Tết thiếu nhi, tại sao người lớn lại đi chơi nhiều? Chơi nhiều sẽ có, chơi nhiều sẽ lầm liều, lầm nhiều sẽ có nhiều thiếu nhi. Ok. Nói chung là cái miệng nó hơi bị lỡ một xíu. Ok. Đó, đây nè, nắng đây. Để không biết sao phải chỗ này không biết ta. Cái này cấp nào rồi, cái này cấp bóng à. Nói chung là ở nhà đi anh em, ở nhà chơi game đi. Chơi game mà bị co lăng rồi chi. Ở ngoài ghé nhiều lắm, mà nhẹ lắm. Mình cũng chưa có người yêu nên là đừng ra ngoài chơi. Bỏ đi ở nhà đi. Ở nhà nha, không đi chơi nha. Ok, mình cũng ở nhà. Cái gì? Đi co lăng ư? Nói vậy, co lăng ư? Đi co lăng, co lăng. Thôi đi co lăng đi. Thôi tôi đi chơi trung thu đi. Bye anh em. Thôi tôi đi chơi trung thu đi. Nên mấy nhà nha.